Mình chào các bạn. Các bạn ơi, đây là một ly trà vải mình mới vừa làm xong này các bạn. Mà ly trà vải này mình uống trong những ngày nắng nóng thì rất là ngon này. Mời các bạn cùng xem cách làm vải ngâm đường phèn và món trà vải nữa nha. Nguyên liệu để mình làm vải ngâm với đường phèn thì ở đây là mình có 1 ký vải này các bạn. Khi mình mua là mình lựa những cái quả vải nó chín nha. Và mình lựa cái loại vải mà tròn tròn này thì nó dày cùi nè. Thì chỗ này là 1 ký vải mình đã rửa sạch sẽ và để ráo. Rồi ở bên đây là mình có 500g đường phèn mình đã đập nhỏ nhỏ đây nè. Rồi mình có nửa lít nước lọc. Và một lát nữa mình cũng có sử dụng một ít muối nữa nha. Mình cho nửa ký đường phèn vô trong một cái nồi nha. Rồi mình cho vô đây một xíu muối. Chủ yếu là mình cho muối để khi mà mình uống thì cái nước vải nó cũng đậm đậm nha. Rồi mình cho nửa lít nước lọc vô. Và mình sẽ bật bếp lên để mình nấu cho nó tan chảy và nó sôi cái đường phèn nha. Nước đường phèn á nó đã tan hết rồi và nó đã sôi rồi nè các bạn. Mình tắt bếp ha. Ở trong cái đường phèn á thì nó có mấy cái chỉ á các bạn. Mình lọc đường phèn qua một cái rây này các bạn để loại bỏ hết những cái sợi chỉ nha. Đây có những cái sợi chỉ nó nằm ở trên này các bạn. Ở đây mình có đặt lên trên bếp một cái nồi nước sôi này các bạn. Nó đang là sôi vậy ha. Rồi mình cho cái vải vô để mình trụng sơ nha. Và mình trụng khoảng 2 phút thôi các bạn. Mình đảo qua đảo về khoảng 2 phút thôi ha. Rồi mình tắt bếp đi. Mình dùng cái vợt này nè. Rồi mình vợt nó ra. Khi vợt lên thì mình ngâm vào trong một cái thau nước. Để cho nó nguội và để cho dễ bóc nữa các bạn. Mình dùng cái dao có mũi nhọn để mình bóc vải nha các bạn. Mình bóc ở cái đầu nó trước ha. Rồi mình dùng cái mũi nhọn á. Mình đi một đường này. Nếu mà mình bóc mà mình giữ nguyên được cái quả vải này thì nó đẹp nha. Rồi. Và mình cứ tiếp tục mình bóc cho nó hết cái chỗ vải này nha. Mình đã bóc xong hết 1 ký quả vải đây này các bạn. Rồi ở bên đây là mình có chuẩn bị sẵn một cái tô nước đá lạnh. Mình cho cái chỗ vải mà mình mới bóc xong vô ngâm ở trong cái tô nước đá lạnh này khoảng 10 phút nha. Mục đích là mình ngâm như vậy là để cho cái quả vải của mình nó giòn nha các bạn. Nằm hết ở dưới đá nha. Ngâm 10 phút. Vải mình đã ngâm ở trong cái nước đá được khoảng 10 phút rồi nè. Bây giờ mình vớt ra ngoài nhé. Ngâm vải thì mình sử dụng một cái hũ bằng thủy tinh mà mình đã rửa sạch sẽ để ráo này các bạn. Vải này mình cũng đã vải cho nó ráo rồi. Nhưng mà trước khi mình cho vô hũ thì mình vải sơ lại ha. Rồi mình cho lần lượt vô trong hũ này các bạn. Phần nước đường phèn mình cũng đã để nguội, thịt nguội rồi ha. Thì bây giờ mình chế vô vải nè. Rồi mình gài nút ha. Khi mình gài nút như vậy rồi thì mình mang vô, mình để ở trong cái ngăn mát của tủ lạnh á. Thì qua một ngày là mình có thể mình mang ra để làm trà vải để uống được. Và mình có thể mình để bảo quản từ 1 cho đến 2 tháng á các bạn. Quả vải ngâm đường phèn của mình đã được 1 ngày rồi này các bạn. Rồi. Bây giờ là mình chế một ly trà vải để uống ha. Ở bên này mình có 2 bịch trà Lipton này các bạn. Và cái phần nước đây mình mới vừa nấu sôi lên nè. Giờ mình chế nó vô trà nha.
Mình đợi trong 15 phút để nó ra trà đã rồi mình pha nha. Phần trà Lipton của mình nó đã nguội hẳn rồi này các bạn. Thì mình chế qua một cái ly lớn ha. Rồi mình cho cái nước đường mà mình ngâm với vải này các bạn. Rồi khi mà mình cho nước đường rồi thì bây giờ là mình cho đá này. Đây là đá của tủ lạnh nhà mình đó các bạn. Cho đá vô ha. Và cuối cùng là mình múc cái phần quả vải mình cho lên bên trên nha. Wow, ngon lắm này các bạn. Mình muốn ăn nhiều vải thì mình cho nhiều, mà ăn ít thì mình cho ít ha. Đó. Thế là cuối cùng là mình đã có được một ly trà vải uống trong những ngày nắng nóng, rất là ngon luôn đó các bạn. Vừa uống ngon và đẹp mắt nữa nè. Mến chào các bạn nha.